Tính mối tình chính thức thì em có 2 mối tình vậy? Chia tay bao lâu rồi? Mối tình không chính thức là chắc 20 thôi. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào anh. Ngồi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em giới thiệu về mình. Em tên là Huệ, em đang làm kiểm soát nội bộ tại công ty Hoàng Anh. Năm nay em 28 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Là bây giờ xuống đây tham gia chương trình thôi, là về vẫn sống ở trên kia. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, mình nghe với bạn trai trên kia giới thiệu ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Nguyên, nguyên quán thì ngoài Hà Nội, sinh ra và lớn lên thì ở Đắk Lắk. Nhưng mà em học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em 27 tuổi. Dạ, em là nhân viên IT. Một người ở Buôn Ma Thuột, ở người Đắk Lắk gần nhau. Nhưng mà bạn nam là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi vậy. Dạ, cặp này hẹn hò sao thấy nó hơi xa xôi cách trở. Đâu có gì đâu, cùng quê mà. Người đi làm rồi cũng về Đắk Lắk thôi đúng không bạn? Đắk Lắk là Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ. Ủa, bạn dạ, có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Tính mối tình chính thức thì em có 2 mối tình vậy. Bao chia tay bao lâu rồi? Mối tình không chính thức là chắc 20 thôi. Mối tình không chính thức thì tại nó gọi là không muốn chính thức nên nó cũng không gọi là mối tình. Thôi bây giờ hỏi bạn nè, bạn nữ là lớn hơn mình 1 tuổi thì bạn có ngại không? Nói chung là tình yêu thì nó cũng không quan trọng mấy vấn đề đó vậy. Bạn nữ thì sao? Mình ở trên đó, nếu như mình có bạn trai ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghĩ như thế nào? Là cho em hỏi anh luôn được không ạ? Hỏi anh luôn đi trực tiếp. Anh ơi, anh có ý định về Buôn Ma Thuột không ạ? Thì mình cũng chắc định hết năm nay là mình về Đắk Lắk bạn ạ. Về sinh sống ở đó luôn. Dạ đúng rồi, mình sinh sống và làm việc ở đó luôn. Dạ vậy thì quá tuyệt vời chị ạ. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Nhưng mà cơ bản khoan, hai người hỏi với nhau thử coi xem có ở gần với nhau, có chừng ở gần, có chừng bà con không biết rồi nha. Bạn ở đâu nhỉ? Bố mẹ em ở huyện Cư Mờ Nga. Mình ở Maroc, bạn có biết Maroc không? Dạ em biết anh. Rồi vậy được rồi, ổn. Thí dụ như mình lấy vợ là sau này mình về quê mình ở với ba mẹ mình luôn hả bạn? Gia đình em thì có mình em và con trai ạ. Chị em với cả em gái em thì đã lấy chồng rồi, thì là ở với ba mẹ. Mà mình có biết nói tiếng dân tộc hay là gì không? Có, nói tiếng dân tộc sơ sơ chị. Ví dụ như kính chào quý vị khán giả thì lung cúc một lúc quên sang. Hoặc là ăn cơm thì họa say. Ủa bạn nam có biết nói không? A John Capate, em nhớ mấy câu đó. Không biết là gì? Hình như là anh yêu em. Em lại không biết câu đó. Biết học quá ha. Học có câu một quá ha. Thuộc bài gì ở Tây Nguyên? Hát lấy lòng bên kia coi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Em ơi, em đi tìm mẫu bạn trai lý tưởng như thế nào? 1m7 thì càng tốt ạ. Một người biết quan tâm, biết lo lắng, là người thành công trong công việc. Nghĩa là em ấn tượng những người có sống mũi cao, hát hay. Như anh ấy là hát hay rồi đó. Chút nữa chị sẽ qua chị coi. Dạ. Bụng thì không nên to quá, em ôm vỗ đủ phòng ôm là được rồi. Có cái điều nào bạn không thích không? Nghiện thuốc này, nghiện bài này, rồi nghiện game. Nghiện em được không? Đó, thì chuẩn đưa ra đó, em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 60-70% ạ. Em mong muốn thế nào? Thân thích thì cao trên 1m50 là được, hiền lành nhưng mà biết chửi nhau. Ủa, lạ gì? Đôi khi mình đi nhau cuộc sống cũng có nhiều cái va vấp, chẳng hạn đi ngoài đường chẳng hạn, người ta sai nhưng mình không sai mà người ta chửi mình phải biết đối đáp lại với người ta. Có nghĩa là muốn bạn gái mình ra đường không có bị ai bắt nạt phải không? Dạ. Bây giờ nếu được thì chừng nào mới tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 năm chị. Mình 1 năm được không bạn trai? Dạ được ạ, tùy theo bạn gái thôi. Nếu mà yêu nhau mà tiến tới hôn nhân thì em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc. Rồi, mình có thể nói một chút xíu những cái ưu điểm với khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, chịu khó, nấu các món ăn vặt rất xiên và ngon. Kem lăng, sữa chua, rồi rau câu dừa, rồi trà sữa. Nói tôi chảy nước miếng rồi nè. Dạ. Còn khuyết điểm? Em sống nội tâm, hay suy nghĩ. Suy nghĩ mà theo kiểu suy diễn luôn. Ví dụ như bạn chỉ nói vui, chọc mình mà mình nghĩ vào cái câu đó mình xoáy chắc là nói khiến ý mình gì dữ lắm. Ý gì dữ lắm. Tối về suy nghĩ ngủ không được. Chi vậy cho nó mau già, thôi kệ đi, bỏ bớt đi. Dạ, bây giờ chị hỏi này là em có lớn hơn bạn nam 1 tuổi đó. Bạn nam thì không thành vấn đề, nhưng mà em có ngại gì không? Em lớn hơn nhưng mà anh ấy là người chững chạc hơn, biết lo lắng cho mình hơn thì tốt. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi ha. Dạ. Bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không? Bạn giới thiệu cho bạn gái bên này nghe luôn. Em nói khuyết điểm chưa? Đôi khi cũng hơi khó tính, sống thêm về tình cảm nên đôi khi nó chi phối công việc nó nhiều. Rồi, sở trường của bạn trai là gì? Em nấu ăn cũng khá ngon. Dạ, thì biết một số tài lẻ như là có thể là giả dòng Hồng Kông chẳng hạn, là mật thuật. Rồi, giả dòng Hồng Kông giới thiệu vô bài hát luôn.
Cô nương à, cô nương có bằng lòng về Đắk Lắk sống với ta không hả? Tiền bạc đối với ta không thành vấn đề đâu. Hai tờ 500 ta coi như 1.000 thôi mà. Đối với ta, tình yêu là tất cả, tiền bạc chỉ là phù du thôi. Dạ chào chị ạ. Tiếp đang hay mà. Dạ thì bây giờ là hết, kết thúc. Giới thiệu vô bằng tiếng Hồng Kông hát luôn. Thấy chàng trai có lẽ hơi rùng quá nhà. Dạ ta không có dùn đâu. Sau đây là ta sẽ hát bài, một bài gì đó. Ta không biết hát bài gì hết. Thôi hát bài lúc nãy đi. Ủa vậy hát nãy hát rồi, vậy hát gì nữa? Dạ thôi chắc lên thôi vậy. Còn có tài năng gì nữa không? Em cũng biết làm ảo thuật nhưng mà chắc... Gì móc móc gì vậy? Ảo thuật chắc tí nữa em diễn cho bạn gái xem ạ. Ồ, thôi cũng được. Bây giờ bạn có biết lý do tại sao bạn ế không? Đi học hay đi làm gì đó hay là đi ở trọ thì cái quanh khu vực em là đa số là con trai ạ. Thứ hai thì cũng có thể do một phần mặt hơi đều đều một tí. Dạ dở một tí nhưng coi rồi sống mũ nó cao. Tạm thôi. Dạ. Không nhưng mà vóc dáng tướng tá cũng hợp lý. Lấy dạ, nhau về dạ. Tiền bạc thì hai vợ chồng ai sẽ người quản lý? Hai vợ chồng nếu mà ai mà quản lý giỏi thì sẽ cho người đó quản lý. Chắc cứ phân chia ra một tháng này bạn quản lý tháng sau. Vậy vậy rồi, rồi làm sao có cái quỹ được, vậy là banh chành á, người nào một người thôi. Thử trong năm xem ai giỏi hơn thì à, cạnh tranh công bằng ha. Dạ. Rồi được rồi, để mình hỏi bên này coi. Em thấy như vậy là không ổn lắm đấy. Không ổn đúng không? Nhưng vợ quản lý thì vợ quản lý hết, còn chồng là quản lý thì quản lý hết. Các bạn này nghĩ ra cũng có nghĩa là nhiều người cứ nói phụ nữ là quản lý tốt nhưng mà đôi khi có những người phụ nữ người ta cũng đỉnh đoạn, người ta không có vung vén thì cũng không có giữ được tiền. Dạ. Anh thấy cũng được nhưng mà kế toán tính hay lắm. Kế toán tính sao mình nghe vậy anh ơi? Có một cái thật xấu gì? Hay suy nghĩ và suy diễn đó. Ngoài ra là cũng hay mít ướt đó nè. Thì mít ướt nàng nghĩ được không? Dạ thì em cũng thích con gái hay khóc ạ. Ôi hay được rồi. Khóc hoài luôn em. Không có tiền đem về là khóc. Quản lý ô cũng khóc em. Cứ về là được. Hai người về kiếm mẫu cà phê, trồng cà phê hoặc là trồng điều, tiêu với điều á ha. Dạ. Đúng là vợ nào chồng đó. Thế tại sao mình không có tìm được người bạn trai cho mình ha? Là cũng có bạn này bạn kia tán. Nhưng mà hiền quá hoặc là không có ấn tượng gì nữa hay là không có duyên á, nghĩa là không đến được với nhau. Anh thấy là hai người có vẻ hợp nhau đấy. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình không? Hôm nay em đi thì có chị dâu em và bạn thân của em đi cùng. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và tất cả khán giả ở chương trình hôm nay. Em là bạn thân của Kim Huệ được khoảng gần 30 năm. Hả? Dạ. Từ nhỏ lớn lớn chơi nhau luôn hả? Dạ. Ngoài cái những cái mà Huệ nói ra thì có một cái đặc điểm rất là hay ở Huệ á. Tại vì ba mẹ Huệ đều là bác sĩ hết nhưng mà Huệ không theo cái ngành đó. Tuy nhiên thì cái tiệm thuốc này kia Huệ hay phụ cho nên cái kinh nghiệm về y thuật của Huệ rất là tốt. Cái tăng duy nhất của em là về cái tính cách, tuy 28 tuổi rồi nhưng mà tính cũng là vô tư, cũng hơi mít ướt. Em chưa đánh giá nhiều được về bạn trai nhưng mà còn một người bạn nào chững chạc một chút xíu. Nhưng mà lúc tiếp xúc thì em thấy bạn trai cũng xinh giống như bạn em luôn. Thôi em muốn hỏi ý của chị dâu. Chị nhìn lên thấy hai em là cũng tuyệt vời đấy nhưng mà còn sau này hai em thế nào nữa? Em như bạn nói xì tin á, chị thấy có vấn đề gì không? Khi xin chị tin rồi thôi, có khi mình cũng có thể thay đổi được. Các bạn bề ngoài thì em nói chuyện nó vui vẻ nhưng mà thực chất là trong đầu em suy nghĩ rất là nhiều. Đôi khi mình muốn hòa đồng. Được, được. Dạ. Em nói chuyện thì cũng thấy có vẻ trẻ trung á nhưng mà em suy nghĩ cũng như ông già. Dạ. Thế bạn trai có đi với người thân không? Dạ, ở dưới kia có anh rể của em đi cùng ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả. Thì anh thấy là Cộng Nguyên thì cũng nhiều tuổi, Huệ cũng nhiều tuổi rồi. Thứ nhất là vậy. Thứ hai nữa là hai nhà thì cũng gia đình thì chắc cũng là tương đồng. Nhưng mà Cộng Nguyên thì cũng còn không già dặn như Huệ. Thật tuyệt tình, có sao nói vậy? Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Đó là ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ tới phiên mình nha. Do mình quyết định hết. Kéo màn. Mình với bạn á, nhưng mà tiến tới xa hơn nữa thì bạn có chịu về Maroc làm dâu? 60 cây là không thành vấn đề anh, là gần, còn hơn nữa thì xa. Thôi mình gọi nha anh em cho nó tình cảm đi. Nhìn bạn rất là dễ thương. Nữa. Bạn hoài bực mình ghê ông này. Tóc bạn rất là đẹp. Em đi. Dạ. Tóc em rất là đẹp. Dạ, em cảm ơn. Em cười rất là đẹp. Nhìn anh rất là chi tiết. Thực chất thì anh cũng chi tiết lắm. Anh rất là hay pha trò, ví dụ bạn gái mà nhõng nhẽo là anh có rất là nhiều chiêu để dỗ. Xí. Dạ. Nãy em có nói là hồi nữa em ảo thuật cho bạn gái coi. À đúng rồi. Cho người đứng sát cái gần người trước này nè đó. Thằng có nó lòi. Kệ. Ồ, thấy không em? Em thấy kịp không? Em
chưa hiểu ra ảo thuật chỗ nào. Chưa thấy ảo thuật chỗ nào trơn á. Đây là cậu bông. Mình cho tay. What? Thấy kịp chưa em? Hay không? Hay không? Quá hay. Có tài, có hay tài. Đâu. Ai, ai, cầm quơ 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 xong đưa đây tay cầm bóng đây đưa không có gì cũng cầm bóng đây không hết. Anh đứng sao thấy được. Cái vấn đề là người ta dân tay là được rồi. Ờ cái vụ tiền nãy nói chưa xong nữa. À đúng rồi. Cái tìm tìm bạc thì mình cũng không quan trọng mấy. Nói chung là ai cũng được hết à. Ông này ổng mất nhất trước sau dễ sợ không? Cái này chưa thấy. Cái này bây giờ thấy giao hết luôn. Cái này dân gian người ta gọi là gì biết không? Trời ơi, đó là nhìn mặt gửi tiền. Gửi vàng á. Đúng rồi. Nhìn mặt rồi gửi vàng đấy. Thứ bây giờ hẹn hò sao? Trong khi mà chờ đợi ảnh về quê đó. Bình thường thì ở nhà nhắn tin hoặc là có thể chat qua Skype để thấy mặt nhau. Em có thể dành ra một khoảng một tháng cùng xuống Buôn Thuật chơi bạn gái. Với lại nếu mà mình thu xếp được thì có thể chưa đến một tháng mình có thể mình xuống thăm bạn được. Cái cảm nhận lần đầu tiên gặp trái tim mình thế nào? Khoảng cách có vẻ hơi xa, nếu mà gần hơn nữa gần đi! Anh cảm xúc thế nào anh? À, chị Tường, chị Suối anh có thể hôn em cái được không? Dạ, chắc là không vấn đề gì anh. Mình trước giờ cũng chưa hôn giờ, không biết sao. Anh thuộc bên nào anh? À, bên nào mà hôn thuộc bên nào nữa? Bên này anh nhé. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn gái không bấm nút thì bạn trai nghĩ sao? Thì có thể bạn sơ ý không bấm nút rồi. Nếu như bạn trai không bấm nút thì bạn gái nghĩ sao? Dạ chắc là cái nút bị hư anh ạ. Rất dễ thương. 3 2 1 chưa có tiếng đếm chưa hết là bấm rồi đó. Cặp đôi này trời ơi nhanh lẹ dữ vậy ông hung nữa không? Dạ nắm tay thôi. Chưa thấy ai hung mà còn coi bên nào thuận thôi được rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nụ hôn đó sẽ nhân ra nhiều niềm vui hạnh phúc nữa. Chúc mừng các bạn. Hãy cùng anh xem phim và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, ưu điểm của em hiền, dễ thương, ngoan, lễ phép và dễ khóc lắm, khóc từ sáng đến chiều cũng được. Coi coi. Không. Coi bên nào được. Không, không có bên nào được. Hung là thuận cả hai bên. Không, thích thật. Lâu lâu phải có những người phải năng động như vậy ha. Em thích đàn ông phải mạnh dạn vậy. Mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ có sẹt nhanh giống như là sao sẹt như vậy hay không. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bạn nữ giới thiệu sơ yếu lịch trích ngang của bạn đi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Xuân Trinh, em năm nay 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Và hiện tại em đang là tiếp tân kim hành chính văn phòng cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Bạn nam. Bạn nam. Dạ, em tên là Trần Hoàng Thiện, em sinh ra lớn lên tại Đắk Lắk. Hiện tại em đang học tập và làm việc tại quận 7. Năm nay em 25 tuổi. Thôi để mình hỏi bạn nữ trước đi. Em có thể giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình trước. Dạ, em giới thiệu ưu điểm của em trước là hiền, dễ thương, ngoan, lễ phép. Và nhược điểm thì khá là nhiều. Em khó ăn lắm. Rồi... dễ khóc lắm, khóc từ sáng đến chiều cũng được. Chuyện gì mà phải khóc từ sáng đến chiều? Giống như là em coi phim đi, em thấy cảm động xong cái em ngồi em khóc, khóc mà khóc tức tủi luôn. Rồi 3-4 tháng sau mà em nghĩ lại cái bộ phim đó mà đúng vào cảm xúc em. Tiếc. Chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình? Tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm, toàn là nữ không à. Rồi em cũng khó tính một chút. Với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi. Đi đâu cũng kè kè theo em hết. Rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết. Nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi. Ồ, 20 mấy tuổi, 23 tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ. Hay quá ha. Đó là lý do bạn ấy ế. Còn bạn lý do nào mà ế? Xung quanh cái môi trường của em làm việc học thì cũng nhiều bạn nữ rất là dễ thương. Nhưng mà cảm giác yêu là không có. Không có luôn, cảm giác. Dạ. Vậy thì bạn cần tìm cái người nào để đúng cảm giác như bạn? Cái mối tình đơn phương của em á đến rất là bất ngờ. Tức là em học trên trường và em thấy bạn đó lạ lạ.
lạ lạ tự nhiên cái mình nhớ người đó hoài á. Vì thì bạn có một cái tiêu chuẩn nào chứ không lẽ mình thấy là lạ là mình thương? Dạ, tiêu chuẩn của em thì người bạn nữ vui tính, hòa đồng, nói chung là tiểu thư mà không tiểu thư. Em nói rõ chi tiết xíu đi, em bên đây hoang mang quá. Dạ, có những bạn nữ thì xuất thân gia đình cũng có giáo dục gia giáo, có điều kiện đó, nhưng mà ra đường người ta rất là sống hòa đồng, rất là gần gũi với bạn bè, không thích những người bạn nữ đó. Tôi hiểu rồi, tiểu thư rồi. Mà không tiểu thư. Thế bạn nữ mình có mối tình nào chưa? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình thì hồi năm lớp 9 lận. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Thì ảnh hơn em là tới 10 tuổi lận. Nên là cái quan điểm nhiều khi nó cũng hơi bất đồng với nhau á. Giờ 2 tuổi là vừa không? Dạ được. Nhưng bây giờ đối với mối tình này em muốn là bao giờ mới cưới được? Dạ thì em cũng chia sẻ với bạn nam luôn á, là bây giờ em đang đi làm nhưng mà em cũng có ý định là sẽ đi du học. Thì không biết là bạn nam thấy làm sao? Căng à nha. Căng à. Dạ, người bạn nữ có chí cầu tiến thì em cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà còn phải xem thử người ta đi về, đi bao lâu rồi về. Chứ em sợ là người ta ra ngoài đó rồi cái suy nghĩ người ta thay đổi á. Đúng rồi, ta nói xa mà cách lòng đó. Dạ, cái này em chỉ mới là dự tính thôi chứ em cũng chưa có chắc là sẽ đi hay không. Được rồi, nếu mà về anh xem lại anh đi theo em được thì đi luôn. Trời ơi, vụ này vui à. Anh này tôi chịu à. Rất là dễ thương. Dạ, em chào chị. Đi du học luôn. Có thể mình không cần thiết phải ra ngoài để đi học. Có thể đi làm hoặc là đi du lịch hay cái thứ gì đúng đó. Đúng rồi, có nhiều việc mà. Cô này cô nói vậy thôi, hiểu không? Chứ thật ra nhiều khi kéo màn lên là bỏ ý định du học. Đó, ăn thua là cái năng lực của em thuyết phục làm sao, cái tình yêu. Kéo màn lên bỏ đi du học đó. Có nóng tính không? Dạ có. Có ghen không? Xưa thì em có ghê, mà đã lâu lắm rồi chứ có bạn gái nên không biết mình có. Bây giờ ví dụ như mà tình cờ đang chạy trên đường thấy bóng dáng một anh nào đó chở một cô mà y chang cô bạn gái của mình, lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Lúc đó em trước tiên em sẽ xem cái người bạn trai là ai đã. Rượt theo, dí theo. Nếu mà mình thấy bình thường quá thì thôi kệ, đi đâu đi. Đó là nghĩ thôi, chứ còn khúc đó là chạy vô dí ép xe tấp vô lề. Làm dữ vậy? Tôi biết mà. Người ta cứ bình tĩnh chạy theo, xong đi chà, đi ngang á, chào em khỏe không? Rồi thôi đi về. Như vậy nó hay hơn. Rồi từ từ tính. Bạn nữ có sợ bạn nam mà ghen như vậy, bạn có chấp nhận không? Dạ, ghen nhưng mà có mức độ thôi, tại vì em cũng hay ghen. Em cũng ghen? Dạ. Em ghen sao? Ví dụ như là bạn trai mà đi chơi với em mà có tin nhắn hay là điện thoại đến mà không bắt máy hay là không nhắn tin, mà dấu dấu giếm giếm là em nghi ngay vậy. Mà nghi là em làm gì? Em hỏi, em kêu cho em ta tin nhắn với. Người ta không cho. Giận. Cái vụ tin nhắn này căng này nha, để tôi hỏi vụ tin nhắn này kìa. Dạ, chào em. Dạ. Cái điện thoại là một cái vật vô tri vô giác, mà đôi khi chính cái điện thoại đó nó làm tan rã nhiều mối tình. Vậy thì cái chuyện đây hết sức là nhạy cảm. Không, cái này là khi nào mà em thấy là nghi lắm á thì em mới đạp, chứ còn bình thường em sẽ không đụng vào điện thoại của bạn trai em. Ừ. Không, dễ thương. Anh ơi kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Hả? Dễ thương lắm. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có 3 bạn. Ồ, 3 bạn. Ơi, chào ba em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh với lại tất cả quý vị khán giả ở đây. Thấy cậu bên bển như thế nào? Dạ, em thấy anh này nhìn cũng điển trai, nhìn mặt hiền, nói chuyện cũng vui vẻ nhưng mà hơi nhát một tí xíu, nhưng mà không sao. Trời, chưa chắc nhát đâu, nhiều khi hồi đó coi mở màn lên là coi ào vô. Bạn trai, bạn có đi với ai không? Dạ có cô em gái ruột của em, chị và những người bạn của em ở dưới. Dạ chào cô. Dạ xin chào Huyền Linh. Dạ. Cát Tường. Dạ. Thì theo tôi á, tôi nhận xét á, nhìn cô gái này cũng đẹp. Cái đẹp là cái trời cho, còn cái duyên dáng mình tự tạo. Nhưng mà duyên dáng cô này cũng có cái tự tạo đó. Nhưng còn cái việc mà đi đến hay không á thì không cái gì quý hơn độc lập tự chọn. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn người thân của hai họ. Đó. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp nhau. Nào. Mời các bạn. Anh chào em. Dạ. Anh có quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào khi mà bức màn kéo lên? Đầu tiên khi thấy em thì em rất là dễ thương. Anh hỏi em, muốn hỏi em câu đơn giản, em thấy anh có đen không? Dạ không đen lắm. Mà anh thấy em bình thường hay là lạ? Em thì hơi là lạ. Gần được lạ rồi đó. Lạ là lạ làm sao anh? Lạ là hiếm thấy đó. Hiếm thấy về vấn đề du học của em thì sao anh? Chắc mình phải bàn lại đó. Nếu nói bây giờ mà sau này mình làm không đúng như vậy thì nó kỳ lắm. Dạ. Bạn trai làm gì nữa không? Đàn, sáo, ca hát,
nhảy này kia. Rồi ca đi, giờ đứng lên ca ăn bài cho nó tỉnh ca. Lên 2, 3, bắt đầu. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng ngã em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho tình đắm say. Cuộc tình ở dài lâu, ngủ say vòng tay em ai. Dạ thôi. Trời ơi, tôi tưởng đâu quá. Đang nhìn hát cũng như quay qua sau lưng người ta là vậy sao? Vậy là sao? Thí dụ như là vòng tay em ái rồi hay là gì, tôi chờ đợi. Tôi né qua một bên rồi, không làm được gì hết trơn. Dạ, trong kịch bản ở nhà thì em làm nhiều thứ lắm mà. Làm gì đâu, kịch bản sao, nói thử nghe kịch bản là. Mấy nay em nhà em ráng nâng tạ. Để mà tí hát em nâng bạn lên. Nâng bạn lên quay vài vòng cho nó hợp với cái bài hát đó. Giống như làm trường đúng không? Dạ. Thôi. Ấm được dễ thương mà. Quá dễ thương. Hồi nãy rung quá đúng không? Cảm nhận của em sao về giọng hát của ảnh? Dạ hai nhiều tài liệu quá. Cái này em mà quen chứ em giữ hơi bị mệt. Ta không tin em kìa, ta sợ giữ mệt kìa. Cái mối tình đầu của anh là rất là lâu rồi. Tới bây giờ thì cách cũng phải hơn 4 năm rồi. Thì rất là khó để mà mình tìm được người bạn gái. Bởi vậy cho nên khi mà anh tìm được rồi, anh sẽ không có dễ mà buông lơi hoặc là mình đi tìm cái mối tình khác. Cho nên thì nếu mà sau này mình có tiến xa thì em cứ yên tâm. Sau này có chuyện gì á thì lỗi lầm anh sẽ nhường cho em chứ không phải là của anh. Ủa gì vậy? Là gì? Là sao? Câu gì vậy? Có lộn lỗi không? Lỗi lầm em sẽ nhường cho em. Hả? Có chuyện nói lộn á. Là sao? Là sao? Lộn rồi ông ơi. Ý em câu hồi nãy em nói á, tức là khi nào mà ví dụ như sau này mình không đến được với nhau á thì cái câu mà nói lời ra đi á sẽ nhường lại cho bạn gái nói trước. Cái ý của em là vậy. Cái câu của em muốn thuyết phục bạn gái em phải nói vậy nè. Nếu hai đứa mình mà có đi xa hơn nữa thì sau này anh chắc chắn với em, nếu chúng ta có chia tay thì cái người gây ra lỗi là em chứ anh là không bao giờ. Nói như vậy thì là mới từ người ta mới tự tin. Dạ cảm ơn chị. Anh không bao giờ gây ra lỗi đúng không? Chỉ có em là người gây ra lỗi. Nói vậy nghe cho được chứ lỗi lầm em gánh chịu. Không cảm ơn. Nói vậy thôi. Mình đàn trai hơi bị bối rối chút. Đông đông thằng nữ mình trấn áp vậy thôi. Chứ em nhìn đi đó, trên cái miệng cái mục ruồi ngay đó kìa. Rồi cái tướng tá mà mấy người đẹp trai người ta gọi là đông doanh á, nghĩa là hay rồi điệu lắm rồi. Thêm cái mục ruồi này. Bên đây có mục ruồi, bên kia cũng có mục ruồi vậy. Mục ruồi duyên em. Bên đây cũng dễ thương mà. Ghê gớm theo dữ cũng mệt mỏi lắm đó. Nhưng mà anh nói em nghe nha, theo anh đoán á là bên kia có thể là kèo trên đó nha. Kèo trên. Sắc sảo lắm đó. Cái này thì em không có lo. Bây giờ mà nắm hết được không? Nắm gì vậy? Nắm hết. Nắm đầu á. Nắm quyền lực trong gia đình đó hả chị? Nắm cái gì? Ông nghĩ nắm cái gì? Dạ cái đó thì chắc chắn là sau này mình sẽ nắm đỡ thì nó cân bằng thôi. Chứ không có... Anh không có dám nói là anh gia trưởng cho gia đình. Nhưng mà anh nghĩ là anh cũng không có đến nỗi mà để em phải gánh vác gia đình hay gì đó. Vậy đó. Thôi nói hồi ông bậy bây giờ đó. Rất là dễ thương. Có một chút bối rối không hề nhẹ. Nào, để tay lên. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy giờ là những giây phút có cười, có lắng động. Với đàn trai là hơi bối rối vì sắc đẹp của ấy và sự sắc sảo của ấy. Chúng ta suy nghĩ và chờ đợi trong vòng 3 tiếng đêm. 1 2 3 Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Đẹp đôi quá. Làm gì đứng nghiêm vậy? Nắm tay bạn gái. Cho anh xin phép nắm tay em. Dạ. Nhảy ra thì cũng xin hôn quá nhưng mà thấy ngại quá. Gì đâu ngại. Gì đâu ngại. Dạ, thôi nắm tay được rồi anh. Nắm tay rồi, tí vèo. Vậy là có kịch bản ở nhà hết rồi. Kịch bản có một cái kết rất là có hậu. Chúc hai bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé để xem phim để các bạn có thể nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em xin cảm ơn anh và chương trình, anh chị. Nắm tay bạn gái, dắt đi xem phim. Dạ. Yeah.
hồi ước. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh dám để. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút cho ai gặp cũng cười thôi. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn quê luôn. Sài Gòn. Quận mấy Thịnh? Dạ em ở làm em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Quận Thủ Đức, nay Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Hương, nhiều. Đồng Hương Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin chào và chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức luôn hả? Đồng hương với chị luôn. Ồ, trời hay quá. Cùng quận mà không gặp nhau ha. Mai gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa may vá. Rồi rất giỏi. Dạ còn về điểm yếu, dạ đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. Rồi, cái tính cầu toàn nữa ha. Dạ cũng trai, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ em đi chỗ khác chứ em. Được, không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xe tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Dạ. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ tình duyên của em thì em đã có một lần gãy đổ anh. Ừ. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó. Ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Bạn trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Đàn trai ông nói, muốn sao? Đàn muốn trai gì? Tôi vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị á còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Dạ. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi dạ. Vì á với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Dạ. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ em mời anh. Trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời bụi trần tương đương với bụi phấn nè. Trước khi qua gặp thằng gái anh hỏi em một câu này, lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó. Có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút.
Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Huyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Huyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Được chăm sóc chu đáo hơn. Ha. Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà hình sợ rất vợ là nhỏ nhẹ. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, cho ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ không biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Chị Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương, có duyên. Cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu không có biết hết rồi. Nhiều khi qua sớm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở, mở đi. Đi tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng xóm với nhau đó. Mà. Ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ không chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị vật chất lắm nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để okay. Anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày. Okay, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng tím riệm qua xin. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này vậy trời. Anh với anh ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương hơn dạ, em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng như mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ
vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng điều đó. Dạ, giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, rất là gần. Thở ghê luôn, thở dễ sợ. Vậy giờ ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi, nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau, mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bất đồng quan điểm giữa hai người á, thì anh sẽ người là người bỏ đi chỗ khác trước, để sau đó mà quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn, dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em, vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ, hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó, vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi với các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thực sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Điểm đây đi qua thảo hai bác chào nha. Mẹ chào gì đúng cái. Đó, đi. Này hên nè, không tôi đừng nói bông hồng hên, bông hồng tình yêu hên quá trời hên. Rồi giờ coi cặp cặp nữa coi dính cái là coi như cái áo này lần sau bận nữa nghe chưa? Vậy đi. Nghe không? Ok. Rồi, đừng mai mốt đặt Quỳ Linh áo màu tím. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có mặt không? Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn.
Con đừng nói chữ mập ở đây, nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Ánh diện liền, ưỡn ngực liền. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ anh trai sẽ là người giới thiệu sơ lý lịch trích ngang của mình cho bên đàn gái nghe nha. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh ạ. Chào tất cả mọi người, tất cả khán giả ở trường quay ạ. Thì em tên là Nguyễn Văn Tình. Em năm nay 32 tuổi ạ. Em quê ở Hà Nam và hiện tại em đang ở Gò Vấp ạ, Hồ Chí Minh. Tình làm gì Tình? Dạ em làm nhân viên ở văn phòng ạ. Rồi con mình giới thiệu về mình đi. Dạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Hường Linh. Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị đang ngồi ở trường quay. Con tên là Cao Dương Hồng Ngọc. Con đến từ Nha Trang. Năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm việc tự do, vừa làm ở Sài Gòn vừa làm ở Nha Trang. Ồ, vậy không hả? Cố định. Nhưng con làm về ngành gì? Dạ hiện giờ con đang hợp tác cùng với lại bạn của con đang mở spa. Spa rồi. Mình có điểm yếu điểm mạnh nào em? Dạ em có ưu điểm là em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc. Không rượu bia và không ăn nhậu chơi bời ạ. Trung tâm làm ăn và sống hướng về gia đình ạ. Rồi. Tính cách của em là thẳng thắn, năng động và sống có trách nhiệm. Có một cái nhược điểm gì không? Nhược điểm của em thì em ăn không ăn được mỡ, thịt mỡ. Nói chung là kiểu kén ăn. Mỡ ngon lắm trời, Tết một hộp mỡ cục cục rồi nè. Nhưng mà em không ăn, ăn được. Ăn leo, gà chua, ớt, cắn được. Bố em cứ bảo là cái điểm này của mày không biết là mai sau mày lấy được người nào chiều được mày luôn. Là không ăn thịt mỡ luôn. Không ăn thịt mỡ. Ừ. Hàng chi tướng tốt quá. Tướng tôi ăn thịt mỡ khác. Còn nhà mình gái có điểm yếu điểm mạnh gì mình nói luôn cưng. Điểm yếu của con nghĩ là có thể là do tính của con nó độc lập từ nhỏ. So với nhiều người có suy nghĩ gọi là hơi cố chấp một chút xíu thì gọi con là bất cần. Nhưng thiệt ra thì con tính con là luôn chủ động mọi việc. Còn cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Đấy, anh Giai bên đấy có nghe không? Nghe rồi. Có. Như thế là tốt, nhưng hơi cái bất cần là chưa biết sao. 27 tuổi thôi mà người ta rất là bản lĩnh đó nha. Em trai, đường tình duyên của em thế nào? Em thì nói chung là trước đây em quen hai người á. Mà lâu lắm rồi, nói chung là chỉ gọi là quen sơ qua thôi. Chứ không có gì sâu sắc cả. Sơ qua là mấy tháng? Cái bạn đầu tiên thì em quen có tháng à. Về sau cái khoảng cách nó xa quá, em không quen nữa. Rồi bạn thứ hai mấy tháng? Bạn thứ hai thì cũng chỉ được mấy tháng. Nhưng mà cũng là khoảng cách xa nữa. Mấy cả bạn ấy cũng không có... Nói chung là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không? Dạ vâng. Rồi. Rồi, còn mình bên đây sao nè? Dạ, gọi là mối tình mà gọi là đặc sắc nhất thì chỉ có một thôi, là mối tình đầu là xong. Và cách đây cũng khoảng là tầm 7-8 năm rồi. Con cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không sâu đậm. Không hợp với nó, mình. Nó dạ. Không sâu đậm đúng không? Dạ. Ok, vậy là hai bạn giống nhau rồi đó. Rồi vậy bây giờ cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà con muốn là như thế nào? Con thì đơn giản, con không quan trọng vấn đề là xấu đẹp, nghèo, giàu. Cái con còn là một người đàn ông mà gọi là có định hướng trong tương lai, nghề nghiệp, độc lập, tâm lý một chút xíu. Con có cần người đàn ông đó phải giàu có không? Dạ không, tại vì con cũng có thể tự làm ra tiền. Ok, rồi để qua coi nhà trai sao nha. Thôi, nhà trai tôi cũng dạng cao ráo đẹp trai á. Mở, thấy chưa? Em chào chị ông Vân. Ừ, chào cưng. Không có mặc áo màu tím đâu, sợ. Em nghe cái cô gái bên đây nói về cái mẫu người đàn ông thì nói em thấy là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Nếu mà bạn ấy nói như vậy thì em thấy em cũng có độ khoảng 60-70%. Tại vì em cũng có cái tính tự lập. Từ xưa đến giờ em cũng làm cũng tự lập. Tự lập là sao? Em tự lập ở đâu? Trước là em đi bên Nga về ạ. Em đi Nga hả? Em ở đâu? Ở Moscow là ở đâu? Em ở bên thủ đô Moscow luôn. Moscow luôn? Dạ. Em có biết nói tiếng Nga không? Em thì làm việc ngoài chợ cho nên là nói tiếng Nga nó không có được chuẩn. Chỉ biết gọi là theo kiểu giao tiếp chợ búa thôi. Thôi em cứ việc nói đi, anh không có hiểu đâu, em đừng lo. Với cái người phụ nữ mà em có đòi hỏi gì ở cái người phụ nữ của mình? Em thì cũng không cần phải xinh đẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Em thích người hiền lành.
chăm chỉ chịu khó và biết đối nhân xử thế. Cái mẫu hình lý tưởng em có cần thiết gì về chiều cao, mái tóc hay là cái gu thẩm mỹ như thế nào? Chiều cao thì em thích cao từ độ khoảng 1m57-1m58 trở lên. Rồi, trời ơi, phụ nữ là từ quá, đó nữa lên. Cao quá, cao quá em không thích. Còn cái gu thẩm mỹ, thì nói chung là cũng biết ăn mặc một chút, chứ đừng có phề xòa quá. Mình cứ phải gọn gàng, sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng sexy, hở quá, đừng hở sexy quá. Sexy hở hang hay là phải kín cổng cao tường, em muốn sao? Nói chung là cũng không phải kín cổng cao tường lắm đâu, cũng bình thường thôi. Mặc sao cho nó đẹp là được. Tùy theo thời tiết thôi. Vâng. Để anh Quang coi cái đàn gái sao. Nãy giờ nghe giọng đàn gái chắc dễ thương lắm. Bởi cái giọng á tròn em, tròn ha. Em nghe cũng thấy dễ thương. Mấy người mà giọng tròn tròn á là mặt cũng tròn tròn, người cũng múp míp. Đây. Con chào chú. Trời, gái dễ thương nha. Bây giờ chú đoán đúng không? Rồi, xinh, rất là xinh ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích mỗi người đàn ông của con có thể làm nhu nhược với lại là lặp lại. Nghĩa là cái vấn đề sự việc đó riêng con thì ví dụ như xảy ra việc đó thì phải giải quyết cho xong, và giải quyết xong rồi có nghĩa là đã thỏa thuận với nhau rồi thì thôi, không được nhắc lại nữa. Nhắc lại hả? Rồi chú hay nhắc lại, chú nhắc hoài, chú nhắc có mấy chục lần luôn á. Nhiều cái vui nhắc hoài, tật vậy thôi chứ không phải gì chứ. Rồi, không thích điều đó đúng không? Rồi yên tâm, thấy hai đứa này hợp đó nha. Trai cũng đẹp, gái cũng xinh nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi bà mối. Đúng rồi. Còn sao cho hai trai gặp nhau? Đúng rồi. Ha, đẹp. Có mặt. Không. Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Hãnh diện liền, ưỡn ngực liền. Này con đi với ai ạ? Dạ, con đi có một mình thôi cô. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, cô đại diện cho nhà gái được rồi. Tôi thấy hai trẻ nên cho nhau một cơ hội. Đó, nếu được thì bấm nút, vậy đi. Tôi thấy tự nó cũng tạo cơ hội cho nhau rồi, khỏi cho. Trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với cả chị, với cả bác, với cả em. Đi luôn hả? Vâng. Dạ, cháu xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Cháu là chị của Tình ạ. Thì nhận xét của cháu về em gái bên đây thì thấy cũng hiền, dễ thương ạ, xinh. Cháu thấy cũng hợp với cả Tình ạ. Thì Tình năm nay là cũng nhiều tuổi rồi nên bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi ạ. Thì mong sao qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Anh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng, nói nghe coi. Cái xương rồng này nó cứng cáp và nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được ấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được. Lấy em nói là ý em muốn gửi đến bạn gái như vậy. Ý bạn gái làm... để đâu sống cũng được gì. Tặng xương rồng, ý muốn làm cái hàng rào của anh em. Em cắm quà để tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Cái này là tự con đang. À, trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi, hai đứa ngồi bắt đầu nào, giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Quyền Linh nhìn con. Chú thường hay nhìn người đối diện lắm con. Còn chú không biết tại sao chú nhìn con luôn. Em không biết về tính tình như thế nào, cái đó thì sau này tìm hiểu tôi mới biết. Nhưng mà về ngoại hình ban đầu thì em cảm thấy tốt. Tốt ha. Thấy đẹp trai không? Ờ, cái đẹp, trái tim nó đẹp. Có... Trời, quá đẹp. Cái trái tim của con nó có bị loạn nhịp chút đỉnh không? Dạ có, cho nên không biết nói cái gì nữa rồi. Tình cảm nhận về em gái như thế nào? Em cảm nhận về bạn gái này cũng xinh. Không phải cũng xinh mà cũng có quá xinh. Có giống như cái tưởng tượng của em không? Đó là không có cao lắm đó. Dạ. Em không thích cao đó. Không cao quá, đừng thấp quá. Trong cuộc sống hôn nhân đó, thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh thì anh nghĩ là như anh bây giờ anh lớn tuổi đó, anh cũng muốn lập gia đình sớm để cho bố mẹ vui ấy. Cho nên là bây giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy, thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn. Chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Thật tình á thì tính của em á thì có thể là em sẽ là gọi là
cứng cáp hơn những cái bạn gái bình thường cùng trang lứa. Khi mà cãi nhau hay như thế nào đó, em không thích người, nói chung là kể cả em cũng không thích nói nhiều. Mà ví dụ như xảy ra một vấn đề nào đó, em cần phải có hai người có sự nghiêm túc để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện xong rồi thì không được lặp lại sau này. Anh không thích cãi nhau, không thích to tiếng đâu. Nhưng mà phải cãi nhau thì mới hiểu được nhau như thế nào. Hẹn hò sao này hai đứa? Thế sau buổi hẹn hò này anh có thể mời em đi ăn cơm được không? Dạ được. Anh có chấp nhận yêu xa được hay không? Nói chung là anh không có ngại cái vấn đề đấy. Tại vì bây giờ đấy, nếu mà em mà xác định ở đâu, lập nghiệp ở đâu thì mình có thể bàn bạc chẳng hạn này. Anh thì anh rất thích kinh doanh, anh muốn tìm bạn gái cũng thích yêu thích kinh doanh. Đúng người rồi đó. Thì nhưng... ví dụ như là em với anh mà đến được với nhau thì em thích ở đâu? Cái vấn đề ở đâu em cũng không sợ. Em chỉ cần là có ý chí thì ở đâu cũng làm được. Anh thì thực ra là ở ngoài quê thì anh cũng... bố mẹ anh thích anh ở ngoài quê. Nhưng mà anh là anh thích sống ở Sài Gòn. Anh thích... hồi nãy anh nói là đến từ đâu? Hà Nam. Anh ở Hà Nam. Là Hà Nam Ninh. Đúng không? Bây giờ tách ra làm Hà Nam. Hà Nam với dạ. Nam Định. Con là người Nam thật sự. Nhưng mà năm nào con cũng về Bắc ở một tháng. Tại vì con có một cô bạn thân là ở Ninh Bình. Thế thì cách anh 30 cây. Năm nào cũng về và tự tin được làm dâu Bắc rồi. Cách anh 30 cây. Tại vì năm đầu tiên con về thì chỉ là đi theo cô bạn đó về chơi thôi. Bởi vì nhà có dỗ. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Xong cô chú thương luôn. Và năm nào cũng dụ về để rửa chén. Coi như là làm dâu á, là phải chứ mà rửa chén đó. Rửa chén trong cái đám dỗ là phải, dạ, qua cái chuông đó là coi như là thấy dạ. Là có điểm để làm dâu rồi. Chú thấy rằng hai đứa hợp nhau đó. Bây giờ vậy nè, tình bước tới nắm tay cô gái, muốn nói gì nói rồi hát bài nào đó, đọc bài thơ hay nói về cảm nghĩ của mình về cô gái đó. Rồi hỏi bây giờ nếu chúng ta yêu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau? À đấy, còn vấn đề thịt mỡ với lại thịt nạc đấy dạ. Đấy mập. Cái vấn đề đấy là nó cũng vấn đề đấy. Thích người mập thì cho nói cho em biết đi để... ừ. Dạ em biết... dạ biết. Cũng biết nấu ăn à? Ví dụ anh không ăn được thịt mỡ, em có nấu được anh món khác không? Nếu mà anh không ăn được thịt mỡ thì em phải làm sao đó nấu để cho anh ăn được thì thôi. Tức là chiều được đúng không? Dạ. Chiều được ý theo ý của anh. Em không chiều nhưng mà em sẽ làm sao đó để cho anh có thể từ không thích chuyển sang thích. Anh có một cái bài thơ để tặng em này. Dạ. Bây giờ anh viết ra giấy, tại vì anh cũng tự anh nghĩ ra thôi. Cho nên cũng, bây giờ anh phải đọc. Hôm nay đến với chương trình, tôi xin nói hết tâm tình của tôi. Ghế đỏ thì cũng đã ngồi, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Xin hết ạ. À, đó. Câu cuối cùng là phải nhìn thẳng vào trong mắt á. Cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Dạ. Rồi, vậy trở về với cái ngồi đi các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nó. Không phải bấm để vừa lòng một ai đó đâu nhé. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bấm cùng lúc luôn mới ghê chứ. Rất đều. Nào. Hãy nắm tay nhau. Lần đầu tiên con được nắm tay con trai á chú ạ. Ủa vậy đó hả? Tình cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em đi con. Dạ, thế cho em xin phép ủng hộ thơm mặn má. Ừ. Đó, thơm và mặn. Đấy, trai Hà Nam nó mãnh liệt lắm đấy. Rồi. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa mau có tin vui nha. Dạ.
Con chào cô. Rồi, rồi chào gái đi trước đi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He đã đồng hành với chúng tôi. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như đánh đập á. Trời ơi, rồi em cũng hơi sợ điều đó. Thì thương không? Hôm qua không kia hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh tao không? Dạ lâu lâu có. Chết hồn. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh tao rồi massage. Đau rồi. Chị gái xinh đẹp ha. Vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ. Hồi trước con đi học á thì lo tập trung học. Rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ.